xin chào tất cả các bạn hôm nay trong lòng mình cảm thấy rất vui khi gặp lại tất cả các bạn thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng excel tính tiền thuê phòng khách sạn với công việc của kế toán thì việc tính tiền thuê phòng ở khách sạn cho khách hàng là công việc thường phải thực hiện đầu tiên họ sẽ ghi lại số ngày đến và số ngày đi để trả phòng từ đó tính ra số ngày ở lại khách sạn để tính đơn giá bạn có thể lấy số ngày đi trừ số ngày đến là được Kết quả nhận được chính là số ngày ở khách sạn thông qua hàm trừ Excel. Theo đó các bạn có thể copy công thức xuống bên dưới một cách đơn giản là hoàn tất. Nếu muốn tính tiền thuê phòng, bạn chỉ cần lấy số ngày ở nhân với đơn giá ngày. Trường hợp có tính giảm giá nếu khách thuê phòng từ 15 ngày trở lên thì ta chỉ việc lấy tiền thuê nhân với phần trăm giảm giá. Cuối cùng tính ra số tiền khách hàng phải trả bằng tiền thuê trừ đi tiền giảm giá là xong. Cách làm cụ thể trên Excel được thực hiện như sau. Giả sử ta có một file Excel theo mẫu như trên màn hình gồm bảng tính tiền thuê phòng và một bảng biểu giá phòng. Các bạn có thể đặt biểu giá phòng ở một sheet khác và đơn giá các bạn có thể tự thay đổi cho phù hợp. Trên bảng tính tiền thuê phòng khách sạn này, các bạn thấy tại cột B tương ứng là cột số thứ tự, cột C tương ứng là cột họ và tên, cột D tương ứng là cột mã phòng, cột E tương ứng là ngày đến và cột F tương ứng là ngày đi. Đây là cột các bạn phải điền chính xác, đầy đủ khi lập bảng tính tiền thuê phòng khách sạn. Lưu ý tại cột mã phòng, ký tự đầu tiên là loại phòng, các ký tự tiếp theo là ký tự số các bạn có thể đánh tùy ý sao cho dễ nhớ hoặc căn cứ vào cách bố trí phòng để đánh số. Ngoài ra, tại các cột ngày đến và ngày đi các bạn phải nhập chính xác đồng thời phải định dạng theo ngày ở Việt Nam. Việc còn lại là các bạn phải điền dữ liệu tại các cột để chống là cột g số ngày ở, cột h tiền thuê cột y tiền giảm giá và cột di số tiền khách hàng phải trả. Trước hết, ta cần phải đặt tên cho vùng dữ liệu. Mỗi khi ta muốn tham chiếu vào vùng dữ liệu đó, ta chỉ cần gọi tên vùng dữ liệu đã được đặt tên đó. Trước tiên, tại xích tính tiền phòng này, các bạn click chuột vào thanh công thức Formula, nhấp chuột vào nút Define Name, hộp thoại New Name sẽ xuất hiện. Trường Name, nhập tên cho vùng muốn đặt tên, ở đây tôi đặt là giá phòng, viết liền không dấu. Trường Sở Cốt đây là nơi quy định phạm vi của tên được sử dụng các bạn để là workbook để tên sẽ được sử dụng trên toàn workbook trường tu, đây là vùng dữ liệu nguồn cho tên bạn nhấp chuột vào mũi tên màu đỏ để chọn vùng dữ liệu nguồn ở đây tôi chọn nguồn là bảng tính tham chiếu đến vùng từ OA18 đến H21 tại OG4 ta gõ công thức F4 chứ E4 nghĩa là ta sử dụng hàm trừ trong Excel để tính số ngày ở bằng số ngày đi trừ số ngày đến sau đó các bạn sao chép cho các tại OH4 ta gõ công thức xg 4 lớn hơn 0 v lúc áp d 4 1 giá phòng 2 0 nhân g 4 v lúc áp d 4 1 giá phòng 2 0 chia 2. Ta có thể giải thích công thức trên như sau: sử dụng hàm điều kiện ít để kiểm tra xem khách hàng thuê phòng trong ngày hay thuê dài hạn. Nếu thuê dài hạn thì OG4 tức là số ngày ở của khách hàng phải lớn hơn 0. Khi đó Tiền thuê phòng được tính theo biểu đơn giá bình thường bằng cách sử dụng hàm V lúc ấp. Muốn tra được đơn giá trong biểu giá phòng, thì ta phải lấy được loại phòng bằng cách sử dụng hàm lép lấy ký tự đầu tiên của cột mã phòng. Ở đây là OD4. Lép D4.1 là giá trị để dò tìm, dò theo loại phòng. Giá phòng là vùng để dò tìm là vùng A18 đến H21 trong xích bảng tính. Hai là cột cần trả về là cột hai trong vùng dò. Cột đơn giá. Không là tìm chính xác. Sau khi tra được đơn giá bằng cách sử dụng hàm Vlookup, các bạn phải lấy đơn giá đó nhân với số ngày ở tức là OG4 để tính tổng giá tiền thuê. Trường hợp ngược lại là OG4 nhận giá trị bằng 0, nghĩa là khách hàng thuê phòng trong ngày thì tiền thuê phòng được tính bằng một nửa đơn giá phòng, cụ thể là ta dùng hàm Vlookup, công thức tính tương tự như trên để tính ra đơn giá phòng, sau đó chia cho hai là được. Sau đó các bạn sao chép cho các ô còn lại của cột bằng cách di chuột đến góc dưới cùng bên phải ô H4 sao cho xuất hiện dấu cộng giữ chuột và kéo xuống dưới cho các ô còn lại của cột H tiếp theo các bạn phải tính tiền giảm giá cho những khách hàng thuê phòng từ 15 ngày trở lên thì giảm giá 10% tiền thuê phòng phần giảm giá này các bạn tự điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của khách sạn của bạn tại ô I4 ta gõ công thức xg 4 lớn hơn hoặc 15.10 phần 100.0 nhân H4 Ta có thể giải thích công thức trên như sau. Ta sử dụng hàm ít để tính ra phần trăm giảm giá. Cụ thể dùng hàm ít kiểm tra xem số ngày ở tương ứng tại ô G4 xem có từ 15 ngày trở lên hay không. Nếu thỏa mãn thì giảm giá 10% và ngược lại không được giảm giá. Sau khi có phần trăm giảm giá rồi thì các bạn nhân với tổng tiền thuê phòng tại ô H4 là được kết quả. Sau đó, các bạn sao chép cho các ô còn lại của cột bằng cách di chuột đến góc dưới cùng bên phải ô Y4 sao cho xuất hiện dấu cộng giữ chuột và kéo xuống dưới cho các ô còn lại của cột Y. Cuối cùng chúng ta phải tính số tiền khách hàng phải trả tại cột Z. Tại ô Z4 ta gõ công thức H4-Y4. Công thức này có ý nghĩa là số tiền khách hàng phải trả bằng tổng số tiền phòng trừ đi số tiền khách hàng được miễn. Sau đó, các bạn sao chép cho các ô còn lại của cột bằng cách di chuột đến góc dưới cùng bên phải ô Z4 sao cho xuất hiện dấu cộng, giữ chuột và kéo xuống dưới cho các ô còn lại của cột Z.